Bạn ơi, mình muốn học solo thì cái kit guitar này có phù hợp không? Rồi, bạn muốn học solo guitar sẽ có hai phương pháp học. Cách thứ nhất là bạn có thể dùng tab, bí kíp guitar là bạn học sẽ thuộc dạng tab. Cách thứ hai là bạn nghe bằng cảm âm bằng tai. Thì là hai cách nó sẽ là hai phương pháp khác nhau rất là nhiều. Nhưng mà các bạn mà học tab sẽ dễ hơn cho các bạn mà mới học chơi đàn. Còn nếu mà bạn nghe về cảm âm solo thì cảm âm mà đánh lại thì là bạn phải đàn phải lâu lâu một xí, lâu năm một xí với là tay bạn tốt bạn mới đánh kỹ thuật đó được. Còn bình thường các bạn sẽ đa số được mọi người đều học qua tab solo thì các bạn sẽ có người soạn sẵn cho các bạn, bạn cứ nhìn bài và số như thế nào bạn đánh theo là được nha. Bạn có thể đánh cho mình nghe một khúc trong cuốn bí kíp này với được không? Ok, mình sẽ đánh một khúc bài dương phận trong cái tab solo này, các bạn nghe thử nha. Rồi bạn nào mà muốn mua cái quyển tab này thì rõ hàng bộ bạn phía dưới này nha.